sản phẩm này có tên gọi là sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Thì nghe cái tên gọi là các chị biết rồi, cái nguyên liệu của nó là than hoạt tính. Thì em sẽ test lên trên cái phần tay để cho các chị xem nha. Rồi sau khi làm sạch cái vùng cơ thể, cái vùng tay của mình, đó, toàn bộ vùng body, vùng cơ thể của mình bằng gọi là làm sạch, thì có thể các chị tắm bằng cái sữa tắm này, trong bộ của nó luôn nha, sữa tắm Skin IC luôn. Sau khi làm sạch xong, mình để khô ra và sau đó là mình lấy một cái lượng vừa đủ cái sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này. Thì cái chai này thì mọi người có thể dùng một tuần là 3-4 lần giúp cho em Hương cũng được. Và khi mà mình lấy một lượng vừa đủ mình massage như thế này, cái đầu tiên là làm sạch da, làm sạch sâu trong da. Cái thứ hai là tẩy tế bào da chết cho da. Cái thứ ba là thải độc tố cho da. Da của chúng ta rất là nhiều độc tố. Mỗi một ngày mình đi ra đường, mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời này, rồi là khói bụi này, dầu xe ô nhiễm này, thì da của chúng mình sẽ bị hư tổn. Và cái công đoạn sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này, nó sẽ làm cho cái vùng da của mình được làm sạch sâu. Khi làm sạch sâu thì bắt đầu cái lỗ chân lông nó sẽ giãn nở ra. Và khi mình sử dụng cái kem ban ngày hay kem ban đêm thì nó vào da nó sẽ thẩm thấu rất là tốt. Đó, đây, massage như thế này giúp cho em. Chúng mình bị viêm lỗ chân lông, bị viêm nang lông, mình bị mụn ở lưng thì mình dùng cái này, nó chữa viêm nang lông, mụn lưng cực kỳ là tốt. Đó, massage. Mùi thơm rất là dễ chịu, bởi vì sao? 100% là hàng thiên nhiên, không có bất cứ một chất cấm, chất độc hại nào ở trong cái sản phẩm của Skin IC cả. Cái này em khẳng định các chị, và em là gương mặt đại diện, thế nên là em có thể chia sẻ với các chị điều này để các chị hoàn toàn yên tâm. Còn nếu như phát hiện ra có bất cứ một cái chất cấm gì cho làn da của chúng ta thì các chị sẽ được đền tiền free 100% nha, miễn phí nha. Than hoạt tính là một cái thành phần rất là đắt nha, không phải cái sản phẩm nào mà trong mà hóa mỹ phẩm người ta cũng dám dùng đâu. Nhưng với Skin IC thì họ dám dùng, bởi vì sao? Họ muốn cái làn da của mình là phải trắng sáng mịn màng tự nhiên. Thế nên là nguyên liệu 100% là nhập khẩu của Hàn Quốc nha, chứ không có ở Việt Nam đâu ạ. Rồi em xin phép em cầm cái máy em đi ra đây cho các chị xem luôn này. Ra đây mới có nước để rửa tay nè. Rồi, mình tiếp tục với nhau nha. Đó, sau khi mà làm sạch cái vùng tay rồi thì các chị thấy không? Đây, đây nhà mình ơi, đây cái tay này vừa có, đây tay này không đây. Nhà mình nhìn thấy không ạ? Đó, cái này là đã được làm sạch này. Rồi ôi, mọi người sờ này, cái da nó mềm, nó mướt, nó mịn, cực kỳ là mịn luôn. Nó thơm dã man, thơm mùi thảo dược, toàn là hoa quả thiên nhiên, nó rất là thích. Nói chung là được tắm vào trong Skin IC như kiểu là mình được ngậm nước vào trong đó vậy. Và mỗi một lần mà mình đi làm về, mình căng thẳng, mình stress, mình được tắm, mình được ngâm mình ở trong cái sữa tắm Skin IC thì mình cảm giác như là mình đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng hơn. Mà đi lên giường đi ngủ thì nó ngủ ngon vô cùng tận. Đó, mà anh yêu mà nằm bên cạnh mà ngửi thấy cái mùi sữa tắm này thì chắc là nghiện tới già luôn. Đây mọi người nhìn thấy không nào?